Rồi, xin chào tất cả anh chị em mình ha. Hôm nay mình có ít đồ pin bán cho anh em mình xem tham khảo nha. Hôm nay mình có mỗi hàng xung, mới lượm bãi được một số vít mini anh em. Xài gia đình thì tuyệt vời lắm. Với một số ít vít bãi ha, vít xịn. Với lại mình bán thêm là mình thông tin thêm cho anh em chị em mình xem, hôm qua có chốt hàng những cái mặt hàng cái quạt đeo cổ này nè, để mình biết rõ hơn thêm nha. Tại hôm qua về mình cũng nói chung là cũng chưa kiểm tra hết sản phẩm nó sẽ như thế nào. Mình nghĩ nó là nó có một mẫu nhưng mà nó khác nhau hai mẫu, thì để cho anh em mình lựa chọn trên cái clip này thêm nha. Thì hôm qua thì mình đã giao hết tất tần tật cho anh em, cũng cố gắng gói trong một ngày. Được cái những mặt hàng này mình gói nó cũng hơi lẹ và soạn hàng nó mất thời gian, làm tới chiều mới xong luôn anh em ơi. Thì nói chung là đổ mồ hôi chứ không có ngồi chơi được, không có cơm nước nổi. Thì anh em nhìn qua camera anh em vẫn thấy, anh em nhìn kỹ là anh em sẽ thấy được khác biệt ở cái gì. Anh em thấy không? Cái này. Cái thằng này thì nó có, anh em thấy không? Cái gục gù này là cái vỏ ở bên ngoài, là cái bao bì này nó có như thế này là nó có cục pin. Còn này thì nó không có nè, nó không có cục pin. Cục pin nó thì nói chung là cũng bằng một cái ngón cái chân mình thôi, nó dung pin dung lượng nó 2000, chẳng y như là một cái xe pin như thế này. Thì một xe pin của nó 2000 thì chắc nó chạy chừng tầm một tiếng mấy, 2 tiếng đổ lại thôi. Mà sao không biết nó sản xuất ra là hai loại như thế này, là cái có pin cái không pin ha, để cho mình lựa chọn. Đương nhiên nó sản xuất không pin là lý do, cũng có cái lý do của nó ha. Nó có một kèm theo một cái dây nguồn của nó để cấp xuống cho mình có thể mình xài cái sạc dự phòng hay gì đó. Cho nên là nó làm riêng. Còn cục pin này nếu mà xài, nói chung là xài, nếu mà pin mới thì mình xài bình thường, nếu mà chờ thời gian về sau là mình nghĩ hư là mình không có thay được anh em. Thì giá mình bán cũng như không thay đổi nha. Mình thông tin thêm thông tin cho anh em để anh em lựa chọn thôi. Giá bán cũng là 200.000. 200.000 một cái hàng cho anh em xài. Anh em thấy không? Nó bắt lục nè, cái phần này hỏng pin, để chữ USB nè, power USB cho mình cấp nguồn USB. Bắt buộc mình phải xài thêm cái sạc dự phòng anh em ơi. Nói chung là bây giờ sạc dự phòng thì nó pin cũng rất là rẻ rồi. Cục sạc dự phòng anh em xài mấy năm là bình thường. Còn dự phòng anh em mua đâu thì không biết ha, chứ còn mua của mình thì mà xài mấy năm bình thường. Nè anh em thấy không? Nó khác nhau, nó đâu có gì. Nó để cái cục pin này luôn, cục pin này. Tháo qua cho anh em xem nha. Cái này có màu đen thôi nghe nè. Màu đen, cũng có màu trắng nữa chứ. Cái này là màu đen, lọt ra là không có pin ha, có dây nguồn. Đó. Giá bán 200.000, không có gì thay đổi, để cho anh em xem cái khác nhau ở cục pin thôi. Cục pin ai muốn lấy pin thì lấy, không lấy thôi, chứ có gì mình bán cái đó thôi nha. Nè, cục pin này là nè, thấy không? Lột găng cái có liền, tức là cái bao bì này nó có pin, là nó có pin. Pin này mới bóp thai không được đâu anh em ơi, tại nó có thể nó sử dụng pin gì mình không biết ha. Nè, 2000 mAh, tức là mình xài cái bóp sạc dự phòng này thì mười mấy 20.000 mAh thì mình có thể đáp ứng được một cái quạt này, nó chạy mình một ngày được ha. Còn cục pin này trong vòng tiếng, hơn tiếng thôi là nó hết rồi, bắt buộc mình phải đường nào mình cũng phải xài cái nguồn sạc dự phòng đó. Thì anh em muốn lấy cái mẫu nào lấy thì mình, anh em nhắn là máy làm lạnh cổ đi, máy làm lạnh 200.000, có pin và không pin mình cứ lựa chọn, mình được giao cho đúng hàng. Ví dụ cục pin 2A này nó chỉ hơn tiếng hồ thôi. Còn cái này là 300.000, thì anh em qua nay thì anh em ủng hộ rất là nhiều. Đây mình đã ráp hoàn thiện ráp rồi, nó có sơ đồ cho nó dễ lắm, về anh em tự ráp cũng được. Cái dây để nối, khi mà hết pin mình có thể mình nối xuống y như một cục sạc dự phòng, mình cấp nguồn lên mình xài chạy. Ví dụ mình đi đường dài ngoài trời nóng nực là mình cấp nguồn sạc dự phòng vào đây, là nó vào đây cái này là nó cho mình xài tối ngày luôn. Tại nó sử dụng cái quạt này hơi xịn tí xíu mà anh em thấy không? Nó có bốn cái sò quạt, bốn miếng nhôm tản nhiệt, nhìn thích lắm anh em. Để vô cái là nó lạnh tê cổ, cho nên mình cảm giác mình làm việc nó, ví dụ anh chị em mình đi là làm công nhân hay là làm việc gì đó văn phòng, mình ngồi hoài nóng nực, thời tiết nóng nực á, thời tiết nóng nực thì mình sao kì vậy? Lên rồi nè, mình đè lâu quá. Bật lên cái anh em đeo cổ cái cảm giác nó khác liền. Thật sự mình nói là đeo lên cái là cảm giác nó khác liền. Hai nấm đèn.
nó rất là mát, nó là bốn miếng nhôm này nó thổi, quạt nó thổi vào đây nè, nó làm mát cái này. Giờ anh em về bấm vô cái rồi tay là cảm giác là thích liền. Giờ thì anh em chưa nhận đâu, anh em nhận hàng rồi anh em mới mua thêm ha. Giá con này là 300.000 đồng, giá không thay đổi nha anh em. Thì nó có cục pin là hơn 5 ampe, mình không biết thời gian chạy bao nhiêu nhưng mình bao pin bao sóng thôi nha. Cái này còn mỗi anh em có thể hỗ trợ thêm nó bằng một cái sạc dự phòng, hầu như bây giờ ai cũng có rồi. Hàng 300.000 là nó sẽ như thế này anh em, thì nó cao cấp hơn thằng 200.000, thì nói chung là tùy sở thích mỗi người thôi. 200.000 lưu ý là anh em chọn cái có pin hoặc không pin ha, chứ để nhiều khi nhận hàng là gây khó cho mình, nó cũng không vui. Rồi mấy cái mã này thì nó quen thuộc rồi, anh em ra xem thêm tham khảo để thông tin thêm thôi. Còn cái bóc sạc này mình lên 4 sale Samsung như thế này mình bán cho anh em là 350.000, mình hàng kẽm lại, gia cố lại đầy đủ. Còn anh em về tự ráp là cái nó hên xui nha, tự ráp là có thể cái anh em ráp sai là mất tiêu cái bo mạch này luôn, là mất hơn 100.000. Người ta cũng đâu bảo hoành mình đâu, nếu anh em mua về tự ráp thì mình bán theo về tự ráp, còn mình ráp hoàn thiện như vậy là 450k. Pin Samsung xịn sò, dung lượng nó thì 4.500 một viên, anh em tính như 18 mAh, thì sạc từ 3 cái điện thoại trở lên. Thường thường là qua cái mạch này nó hay bị ngắt sớm lắm anh em, mình khách dùng thì nói chung là khoảng 3 cái là ok. Ví dụ nó 3.2 là 3.4 nó ngắt rồi, thì đương nhiên là nó sẽ gây cái hình trạng cho mình là cái sạc dự phòng nó 18.000, một số anh lầm tưởng là nó không đúng dung lượng đó. 350.000 nha anh em. Ví dụ anh em mua quạt và thêm một cái bóc sạc dự phòng, hoặc là mua một bóc sạc dự phòng về tự đóng, mình sẽ giảm giá đi về cái tiền công vào cho anh em tự đóng. Rồi tiếp theo mình bán cái mỏ hàng này là 170k một cây, mình có hai cây này. Công suất là 100W. Mỏ hàng nó đẹp, anh em nó xài lướt thôi, nó cắm điện dùng lần. Cái này 100W là anh em cắm điện vào anh em xa hàng từ lớn tới nhỏ là nó nóng cực kỳ nóng, nó nhanh, làm việc nó nhanh hơn ha. Nó hao điện tí xíu thôi, ví dụ như anh em cần làm anh em mối hàng to cái nào anh em nhả cũng được, nhất là những mối hàng mà trong cái pin lưu trữ này nọ đó, mối hàng mấy cái chì nhật rồi đó. Giá bán 100.000 đồng anh em, con nào cũng như con nào, tại đường này dơ mình chưa lao thôi chứ nó cũng sạch bu ha. Giá bán này là chưa bao gồm phí ship nha anh em. Mấy cái quạt cũng vậy ha, cái quạt 300.000 thì anh em chuyển khoản mình bao cước cho. Hôm nay thì mình về mấy cái mỏ hàng pin Milwaukee M12. Thì tiếp theo là mình bán cho anh em là cái bộ nhíp này, khi mã A đi ha, này mình có hai bộ AB nó khác nhau, mình bán 100.000 ba cây. Cái này anh em có thể chuyển khoản trả trước để giữ hàng lại, chờ cái clip vô gia dụng thì anh em có nhu cầu thì mua thêm mua nha. Còn này dưới 300.000 mình không bao ship với hình thức chuyển khoản nha. Còn COD là 25.000 như thường lệ. Một cây nhíp này làm dày anh em thấy dày kinh rồi, đi máy để gấp đồ. Cái cây này một cái nhíp nhọn made in Japan, một cây nhíp to, nếu mà xài cái này mà bán 50.000 cây anh em, tôi lụm như tôi bán cho anh em cho vui á. Dài tới 22.5 rồi. Còn cái cây này nó nhỏ hơn, mình gấp đầu nhỏ, dài 16 cm. Trong nhíp này thì anh em thợ làm pin hay làm này nọ là không thể thiếu đâu, thấy không? Làm pin hay mà dùng gia đình thợ điện tử cũng được. Cây này thì nó dài khoảng 12 cm nè, lưới khác nhau hoàn toàn hết ha. Rồi mã A là 100.000, anh em nhắn nhíp A 100k, không bao gồm phí vận chuyển nha. Nhíp B thì ba cây nó thì nó cùng một mẫu nhưng kích thước khác nhau, anh em thấy nó dày khoảng ly mấy hay ly vậy, anh em gấp đồ là bao sướng luôn. Ê, cây nhíp này đang dùng anh em không nào đem ở đây vậy đó không ta? À không phải, cái nhíp mình nó dày hơn anh em, y giống y như cái nhíp mình đang dùng mà nó dày hơn, cái nhíp mình dày hơn. Ba size, cái size này nó 13 ha, còn cây thứ hai là nó 18,
cây thứ ba, cây này cuối cùng là nó dài như cây kia 22.5, size gấp to gấp đầu nặng, 3 cây 100 nha, mã B. Tiếp theo mình có mấy cái mỏ hàng này là cái mỏ hàng Milwaukee, cái này rửa vỏ sạch đẹp cho anh em luôn rồi ha. Có cái còn chữ này các thông. Nè. Tức là ba mẫu mình làm cho anh em thấy là ba hướng khác nhau nè. Tức là nó có thể là gặp ba hướng, một hướng thẳng đứng, một hướng 45 độ, một hướng 90 độ. Chữ L. Đó, dành bật nguồn nha. Giá này 450k một cây là thân máy nha anh em. À, cục pin này nó cạn rồi. Thân máy ha, thân máy nha. Cái này là cây của mình nói chung là mình đo lên mình dùng. Để mà cho tích tắc trong vòng khoảng 10 giây là nó sẽ nóng. Cái này thích hợp cho anh em xài gia đình cũng được ha. Nhất là nói chung là nó được cái là pin đó, thì nó cơ động, cái là anh em đi xách trên núi anh em xịt hàng cũng được. Nhiều khi mình mỗi hàng một đống đây, nhưng mà khi nhưng mà buộc điện, cái góc làm việc này nó phải có cái nguồn điện. Còn khi mình hàng cái gì đó ở đâu xa xa tí xíu là mình bật cái này lên. Cho nên mình nó dùng nó rất là tiện ha. Đây mình để mình ấy xuống, mình bóp đây. Đây là cái hướng thứ hai. Vậy đi cho nó nghiêng nghiêng về dễ hàng nè. Giá bán là 450k cho một cái thân máy nha anh em. Nó đẹp ha. Giờ hàng này anh em biết sao không? Là hàng này nó có kiểu như thay cái đầu này nha anh em. Thay cái đầu mỗi hàng, tại vì hàng bãi mà nó về nó bị kiểu như nó cắn, nó gãi cái mũi anh em. Đồ này nó gãi mũi, tôi như cái mũi dài về đồ kiểu như đồ bỏ, đồ rác con ta về vận chuyển về Việt Nam thì cái còn cái mắc. Chứ cái đầu zin chụp sắt đây là nó tới hơn 600.000 mới được nha anh em. Thì giá này thì nó không sử dụng thì cũng bình thường. Cũng có 450.000 tiết kiệm được khoảng 200.000 đồng thì mình xài được. Còn pin, anh em muốn đóng pin thì như thế nào đó thì anh em liên hệ đi nghe. Mua vỏ mạch này thì trên Shopee bán nhiêu tiền vận chuyển về, như vỏ này tới 200 được vỏ 6 cell. Vỏ 3 cell thì nó khoảng như cũng tầm 150 rồi, nó khác nhau cái vỏ vài chục ngàn thôi. Đó. Ví dụ cái mỏ hàng này mình xài cái ví dụ như mình có mấy cái hàng này, mấy cái chì này mình xi ra là nói chung là mình tận dụng chì Nhật lại anh em mình xi ra. Nó rất là nóng nha, chứ không phải đùa đâu nha. Cực kỳ nóng. Ví dụ mình bây giờ mình có cái mỏ hàng điện, ví dụ 5-6 chủ quán không biết một mỏ hàng, một mối to gì nó nhả không nổi, mình dùng hai cái mỏ hàng mình xi vào, cái thằng nào nó cũng sẽ trôi hết, cái cục chì to nó cũng trôi đi luôn nữa anh em. Anh em không, cái này cũng như mình hỗ trợ, mình không cần một cái công suất chi 200-300W. Chì này tại chì Nhật là muốn nhả nó là cũng cả vấn đề anh em. Cha ơi, chưa bắt ta kêu ta nhả nè anh em ha. Nó nóng đỏ nó luôn nè. Nè anh em thấy nó đỏ không? Nó đỏ luôn nè. Nó tập trung nóng là ở cái này. Thằng kia nó bốc khói anh em thấy không? Nè, nó tập trung nóng ở cái đầu. Cục chì to này nó hàn được luôn nè anh em thấy không? Công suất này nó tầm khoảng 60-80W. Nhiều khi nhiều nơi người ta bán, ta không có nói cho anh em cái này đâu ha. Cái này là độ loại hết nha. Của zin của nó là cái chụp sắt. Về nó bị gãy đi. Gãy đi thằng này, còn phần dưới là cái thân vỏ nó dính liền ha. Nói chung hàng họ thì rất là ok, còn đẹp. Mất đi một cái kiểu như cái này, cái báo lép này thôi, cái miếng dán thôi. Không ảnh hưởng gì ha. Rồi thằng này nóng rồi nè. Thấy kinh không? Nó nóng kinh không? Cỡ nào nó hàng cũng được hết. Này là chì Nhật á anh em, chứ không phải đây đâu. Và những cái đầu này anh em thay thế cũng rất là dễ nha. Được cái xài pin nó tiện lợi lắm. Cái này là mình xài, đang xài cái hệ Milwaukee này, cái máy cắt rung 12V, cho nên mấy cái pin này 12V này mình có khá là nhiều. Nè, ví dụ như cái pin này mới lượm bãi mấy trăm ngàn. Pin 6A chưa thay luôn. Nó còn này, mấy cục này là cục mấy cục này cục đóng Sony C5A. Rồi giá bán nhanh cho anh em về sử dụng là 450k một cái thân máy như thế này. Về sử dụng bao phê luôn, nói chung là bao phê luôn. Bật lên trong vòng 10 giây mình không dùng mình tắt đi. Nó thậm chí nó chậm hơn mỗi hàng xung chỉ vài giây thôi.
450k một cái thân máy nha. Cái pin Milwaukee thì nó cũng đâu có đắt đâu, cái vỏ nó đắt thôi, trăm mấy 200.000 thôi, chứ còn như anh em đóng pin bây giờ, pin Sony thì xài cho nó bền. Ví dụ như cục này mình xài Sony C5 mới nè, C5A chưa dán tem luôn, để mình dùng hai cái máy cho đổi qua đổi lại nè. Rồi anh em có nhu cầu mua cái nào thì liên hệ mình ha, quên nữa, còn cái mã này, con vít gạch này khỏi ghi mã nha anh em. Con này mình sẽ lên pin cho anh em là bán cho anh em là 350.000. Con này cũng còn khá là đẹp ha, ít man nha. Mấy con này anh em biết sao, nó tiện dụng cái là nó có mấy cách được này, là để cho anh em dặn đồ nhỏ cho tới lớn, đồ này nọ. Cái này mình chưa lên pin nhé anh em, mình dọng vô đây cho nó viên pin này luôn đi, cho bán cho anh em 350.000. Pin này xả 10A, thằng này thì pin dòng 36 nó xả chỉ có dài A thôi, cho nên mình để ở đây dung lượng 4.500 là thôi rồi luôn, anh em xài rất là lâu, ít man ha. Giá bán cho con này mà có pin rồi không có sạc nha, mấy cái sạc thì anh em có thể tham khảo nơi khác bán. Nhiều khi mua cái sạc điểu điểu về, sạc của pin này chưa đầy nữa là nó cháy luôn cái sạc, mất công mình phiền nha mình, cho nên mình không có bán mấy cái sạc điểu. Nếu có sạc tốt mình nhập sạc tốt, tại nó không có, tại vì nó bán sản xuất ở Việt Nam mà ngon bổ rẻ, nó thích rẻ thôi, nên chứ bây giờ đồ xịn không có, mấy cái sạc xịn nó cũng không có nữa. Rồi một máy mà đã lên pin cho anh em là 350.000 ha, con này đẹp luôn ha, xài ok nha, bao hoạt động ok. Rồi bốc sạc dự phòng 4 cell là 350 ha. Thân máy này là 450.000, chuyển khoản bao cước ha, con này chuyển khoản bao cước, máy hàng giá trị thấp không bao cước nha. Còn anh em mua mấy cái quạt 200.000 đồng này, có pin hoặc là nó nhắn có pin, hoặc không pin, hoặc là mát có pin, hoặc là mát không pin, mua thêm cái bốc sạc dự phòng nữa 350.000 nữa là như mình có, mình xài vừa xài điện thoại vừa xài này luôn là tuyệt vời luôn ha. Mình kết hợp thêm, còn thằng này thì có cục pin to rồi thì nó xài từ 3 cho tới 4 tiếng á, đoán vậy thôi chứ mình không có biết không mấy nha, không có thời gian để trải nghiệm luôn. Thì anh em muốn ngày có 300.000 à, anh em đóng thêm cục sạc vô phòng nữa, mình vừa xài vừa nó vừa mình xài luôn, đảm bảo anh em mà dùng cái này sẽ rất là thích ha. 300.000 cho cái quạt quạt lớn, nó có hai mức giá vậy thôi cho anh em lựa. Như đây còn món cái gì nữa, mấy cái này mình đóng cho khách là đóng lìa luôn, bận lắm, cũng cố gắng để làm cho anh em có anh em dùng. Cái này là pin bếp ga, một số anh em thắc mắc mình giải thích luôn ha, tại sao pin bếp ga hai viên nó là chồng lên nhau là nó chỉ có 3V, tại sao mình lắp vô đây có một viên mà xài 4.2 sợ cháy bếp ga. No, không cháy nha, mình đã trải nghiệm trước khi xuất bán cái sản phẩm này ra là mình đã xài này 1 năm mấy 2 năm rồi. Mình đóng mấy cái pin tàu lao thôi, nhưng mà xài 6 tháng 7 tháng mới sạc lần. Còn cục pin này mình bao cho anh em xài từ 3 cho tới 6 tháng, nó tùy theo anh số lượng xài nhiều thì ít thôi, chứ một lần nạp đầy không thể nào một tháng là cho nó hết được một cái này. Thay vì mà anh em xài mấy cái pin đại, mà anh em mua mấy cái pin đại pin không sạc đó, hai viên á, một pin thường thì nó cũng 10 mấy 20 ngàn, đảm bảo nó chỉ hơn một tháng là mức 10 mấy 20 ngàn. Còn cục pin này anh em dùng năm này sang năm nọ đó, tính ra cái giá trị anh em bỏ ban đầu thì nó rẻ, pin đại nó rẻ, dùng lâu dài anh em mới biết cái lợi ích của nó ha. Nhiều khi đang nấu cơm vậy nó hết ga, nó hết pin cái là bếp ga nó không hoạt động, mình phải chạy đi mua cái khác. Một năm mình cũng tốn hơn 100.000, tập cho 100 thôi. Cục này mình bao xài không dưới 3 năm rồi, sử dụng đúng sạc 4.2, cấp nguồn vào đây sạc đây. Và đương nhiên mình có làm hạ áp ra, điện áp ra đây nó chỉ hơn 3V tí xíu thôi, là tức là mình sử dụng bình thường, nó không có ảnh hưởng về cái bếp ga của mình. Cái này năm ngoái thì anh em trên kênh mình, anh em từ Bắc vào Nam anh em mua của mình nhiều lắm, mua rồi mua nữa, mua kiểu như biết ai dùng bếp ga thì người ta mua, người ta cho, người ta tặng đó. Cũng là sale Samsung này ha, 120.000 một viên như thế này. Rồi clip này mình có mấy món hàng này để anh em thêm tham khảo thêm. Rồi anh em có nhu cầu mua mã nào thì liên hệ mình, để ngày mai mình sẽ lên tiếp cái bộ đồ gia dụng cho anh em chọn thêm ha. Rồi máy bay anh em, cảm ơn.